Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 544. Người của Xuân Trang Phổ Kiến đều trố mắt ra, Cố Hạo cũng đờ đẫn cả người. Ông ta không ngờ vào đúng thời khắc quan trọng này là mình đã ra tay đỡ thay ông ta một kích khủng khiếp như vậy. Thời Đế Lâm, Cố Đình gần như là suýt ngất, thấy thế vô cùng mừng rỡ kêu lên thất thanh: "Cố Trang chủ, thực lực ông chỉ có vậy thôi sao? Nếu thế thì e là ông không thể cướp chấn kim trong tay tôi rồi." Là mình bình tĩnh nói. Sắc mặt Cố Hạo thắt trắng thắt đỏ, không biết nên nói gì cho phải. Nhưng người Xuân Trang Cổ Kiếm thì thấy rất rõ ràng, Cố Hạo hoàn toàn không phải là đối thủ của Kim Si Đạo Tổ. Nếu không có người nào chịu ra mặt thì hôm nay chắc chắn Xuân Trang Cổ Kiếm sẽ bị thấm máu. Thời Lâm sẽ lại giúp chúng tôi với. Một người cấp cao của Xuân Trang Cổ Kiếm không nhịn được nữa, lập tức bước tới quỳ xuống kêu lên: "Các ông làm gì vậy? Đúng là mất mặt, tất cả đứng lên cho tôi." Cố Hạo vội quát lớn, nhưng họ không đếm xỉa gì đến ông ta. Ai còn biết Cố Hạo là người có trọng thể diện. "Các ông khốn kiếp!" Cố Hạo nổi giận, cầm kiếm vung lên gầm lớn: "Họ Lâm kia, tôi không cần cầu thương hại, tôi sẽ tự tay giết người này." Giết lời lại vung kiếm lên xông về phía Kim Si Lão Tổ. "A!" Ông ta gầm thét, khí kình toàn thân bắn ra, trường kiếm trong tay càng vang rền dường như muốn dùng hết toàn lực. "Đồ vô tri, lấy là kia đẻ ra đứa con ngu ngốc như cậu, chắc là chết cũng không nhắm mắt. Thôi được rồi, nếu đã vậy thì tôi đưa cậu đi gặp lão già kia." Kiếm Si Lão Tổ cười khẩy, đôi mắt già nua bỗng đanh lại, vỏ kiếm trong tay bỗng rung lên. Vù. Vỏ kiếm đâm vào mặt đất, xung quanh cũng chấn động, nhưng Cố Hạo đã lại gần. Ông ta bất ngờ vung trường kiếm trong tay lên: "Chấn tâm vạn dẫn chấn thiên kiếm!" Cố Hạo hét lên, kiếm trong tay như xuất hiện tia sét nối liền với đất trời, mang theo sức mạnh vạn cân và khí thế sấm sét ập tới cùng cánh ông ta. Trên thanh kiếm đang rung lên bần bật kia còn vang lên âm thanh như tia sét. Mọi người ngó mắt lên nhìn, ai nấy đều kinh hoàng sợ hãi. Có lẽ nhát kiếm này mới thể đại diện cho thực lực chân chính của chủ nhân Sơn Trang Cổ Kiếm. Thế nhưng đối mặt với nhát kiếm sấm sét này, Kiếm Si Lão Tổ vẫn không chút hoảng hốt, khuôn mặt già nua còn nở nụ cười nhàn nhạt: "Ngu muội, ngu si, ngu ngốc." Ba tác cười nói, Cố Hạo như ngừng thở, nhưng ánh mắt đầy kiên quyết không chút cho dự. "Chết đi!" Lưỡi kiếm chém tới, tia sét giáng xuống như một tấm lưới, dường như không còn lối thoát. Nhưng đến lúc ngàn cơn sợi tóc, cánh tay khô gầy của bà lão bỗng nhìn trung lên, cang, thanh trường kiếm đang cắm dưới đất bất ngờ rời khỏi vỏ kiếm bay thẳng tới. Một luồng sáng trắng dường như chiếu sáng thế gian phản chiếu trong mắt mọi người. Trong tầm mắt của mọi người để xuất hiện một thanh kiếm, một thanh kiếm tuyệt thế có thể trấn áp thế gian. Bỏ chưa bao giờ thấy thanh kiếm nào sắc bén như vậy. "Cái gì?" Đồng tử Cố Hạo co rút lại. Khoảnh khắc nhát kiếm này xuất hiện, ông ta biết mình đã thua. Kiếm thế này, kiếm uy này, kiếm ý này, kiếm khí này không biết mạnh hơn ông ta gấp bao nhiêu lần. Ông ta không còn chút hy vọng nào để thắng đối phương. "Đồ yếu ớt!" Bà lão bình tĩnh nói, là tay chém tới. "A!" Cố Hạo gào lên định liều mạng, nhưng sau khi chạm vào nhát kiếm này, khi thấy sấm sét trên thanh kiếm của ông ta lập tức biến mất tăm. Cang! Âm thanh chó tay lại vang lên, thanh kiếm trong tay Cố Hạo lập tức gãy thành hai đoạn. Bốc! Một âm thanh nặng nề vang lên, cơ thể Cố Hạo lập tức bị chấn động bay đi, nặng nề ngã xuống bên cạnh. Ông ta đã không đứng dậy được nữa, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, trên trán có một vết kiếm đỏ tươi. "Ồ!" Kiếm Si Lão Tổ có chút ngạc nhiên nhìn Cố Hạo. "Cậu không bị kiếm khí của bổn tọa chém làm hai sao? Đúng là thần kỳ đó." Bà ta nhìn chằm chằm cơ thể Cố Hạo một lúc lâu, hình như nhận ra gì đó, lập tức giơ tay vung kiếm. Áo của Cố Hạo bị một luồng kiếm khí cắt không xé thành mảnh vụn, để lộ một bộ nhuyễn giáp màu bạc bên trong. "Hóa ra là vậy, đây chắc hẳn là ngân ti nhuyễn giáp đúng không? Không ngờ lão già kia không cho chôn cùng thứ này mà để lại cho cậu. Ha ha, thú vị đó." Trang chủ, người Xuân Trang Cổ Kiếm vội chạy tới đỡ Cố Hạo dậy, ai nấy tỏ vẻ vô cùng lo lắng. "Cha!" Cố Linh nước mắt lưng tròng nhào tới ôm lấy Cố Hạo kêu lên: "Cha, cha tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, chồng ơi!" Người phụ nữ bên cạnh cũng nước mắt giàn giụa vô cùng đau đớn. "Đừng lãng phí thời gian nữa, các cậu không chịu giao chấn kim thì tôi sẽ tự lấy, tôi không có nhiều thời gian để lằng nhằng với các cậu." Kiếm Si Lão Tổ cười khẩy, đằng đằng sát khí đi về phía này. "Chết tiệt!" Cố Linh vừa giận vừa cuống nhìn cha mình đã bị thương nặng và người mẹ đang bị ép buộc. Cô ta bất ngờ nhặt mẫu kiếm gãy rơi ở bên cạnh Cố Hạo lên, với mặt đầy quyết tuyệt muốn xông tới liều mạng với Kiếm Si Lão Tổ. "Cô hai, cô làm gì vậy?" Người của Sơn Trang Cổ Kiếm cuống lên: "Tôi liều mạng với bà ta." Cố Linh tức giận kêu lên, đã định xông tới: "Đừng mà, cô hai, dừng tay!"
Mọi người cuống cuồng kêu lên. Cố Hạo cũng trợn to mắt đã định lên tiếng, nhưng bây giờ ông ta đang bị thương nặng, ngay cả việc mở miệng nói cũng rất khó khăn. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay bóng đè tay Cổ Linh xuống. Cổ Linh run lên và phát lại. Thời Đại Lâm, cô ta kêu lên ngạc nhiên. Chăm sóc bố cô đi, chỗ này giao cho tôi. Lê Minh bình tĩnh nói. Thời Lâm, chuyện này không liên quan gì đến anh. Cổ Linh cụp mắt xuống. Tôi đã nói rồi, cô là người của tôi. Bà ta muốn giết cô, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Tôi biết mình không thể khuyên được cô, nên tôi chỉ thể giúp cô giải quyết rắc rối này. Lê Minh nói ra. Cô Linh ngẩng phát lên, ngạc nhiên nhìn Lê Minh. Trong lòng cô ta gợn sóng, nhất thời không biết nên nói gì. Này, kiếm sĩ đã tổ, đúng không? Chấn kim mà bà cần đang trở trong tay tôi. Lúc này, Lê Minh bỗng cao giọng nói ra, đồng thời lấy chấn kim ra, đặt trong lòng bàn tay, cho mọi người nhìn thấy. Ánh mắt của kiếm sĩ lão tổ lập tức khóa chặt lấy chấn kim. Đây chính là chấn kim sao? Chỉ nhìn một cái đã thấy không phải đồ tầm thường. Tốt lắm. Không ngờ chấn kim lại ở trong tay cậu. Chàng trai, nếu cậu đưa nó cho tôi thì tôi sẽ cho cậu được toàn thây. Kiếm sĩ lão tổ cười cười nói ra. Bà muốn lấy sao? Lê Minh mỉm cười nói. Được thôi, hãy thả đại sư Huyền Sông và trang chủ phu nhân ra trước đã. Thả người. Kiếm sĩ lão tổ không chút do dự lập tức vung tay lên. Người bên kia lập tức buông kiếm trong tay ra. Đám người đại sư Huyền Sâm vội chạy về phía bên này. Mẹ! Cổ Linh kêu lên, ôm chầm lấy người phụ nữ đang loạn choạn chạy tới, nước mắt giàn giụa. Người có sơn trang cổ kiếm đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ai nấy cũng lơm lớm lo sợ. Dù sao thì cũng chưa giải quyết được kiếm sĩ lão tổ thì coi như chưa loại bỏ được nguy cơ. Bây giờ bọn họ có thể gửi gắm hy vọng vào thiếu niên trẻ tuổi này thôi. Nhưng anh có thể là đối thủ của kiếm sĩ lão tổ hay không? Kiếm sĩ lão tổ tung hoành khắp Long Quốc đã bao năm qua, đã đánh bại biết bao nhiêu anh hùng, tu luyện cho tới ngày hôm nay. Kiếm thuật của bà ta đã vô địch thiên hạ, thế nhưng những cao thủ hiện tại dám khiêu chiến với bà ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn về Thế Lâm, anh cũng rất nổi tiếng, trên thực tế có không ít người ở Sơn Trang đã nghe qua vì danh tiếng của anh. Dù sao mọi người cũng đâu còn là người tối cổ nữa để có điện thoại cả mà. Trong thời đại thông tin phát triển như thế này, một người nổi tiếng như Lâm Minh mà muốn mọi người không biết tới thì thật khó. Thế nhưng trong mắt bọn họ, Lâm Minh cũng chỉ là một y võ có y thuật cao minh mà thôi. Thiên phú và tài năng của anh so với những người cùng tuổi đúng là yêu nghiệt, nhưng so với một nhân vật như kiếm sĩ lão tổ thì chút tài năng của anh có khi còn không đáng để sắc chết cho bà ta. Kiếm sĩ lão tổ đã đạt tới cảnh giới đó thì sao có thể là kẻ vô dụng được chứ? Người trẻ tuổi, tôi đã thả người rồi, còn cậu thì sao? Kiếm sĩ lão tổ cười nói. Của bà đây, Lâm Minh thả nhìn nói, sau đó vứt chấn kim ra phía trước. Kiếm sĩ lão tổ lập tức đưa tay ra nhận. Bà ta vui mừng khi cảm nhận được chấn cảm kỳ diệu trong tay. Tốt lắm, đúng là chấn kim tốt. Có được vật này chắc chắn sẽ luyện được tuyệt thế thần kiếm. Lúc đó tôi là duy nhất trong thiên hạ là người vô địch. Kiếm sĩ lão tổ bật cười hả. Chúc mừng lão tổ. Những người xung quanh đồng loạt quỳ xuống hô vang. Kiếm sĩ lão tổ hít mắt nhìn Lâm Minh. Cậu đã nghe lời như vậy thì tôi cũng sẽ giữ đúng lời hứa của mình để cậu được chết toàn thây. Nói xong bà ta nhấc kiếm lên đi về phía Lâm Minh. Bà ta không hề nói sẽ tha cho anh, ngược lại bà ta phải xử lý đám người này. Bởi vì lần này bà ta tới đây không phải vì chấn kim mà còn vì ân oán năm xưa, cho nên dù có giao chấn kim hay không thì những người này cũng sẽ phải chết. Hả? Ngô Xuân Trang sững sờ. Khốn kiếp, bà đã có được chấn kim mà cũng chịu tha cho chúng tôi sao? Nếu đã vậy thì chúng tôi sẽ liều mạng với bà. Đã đồng nghiến rằng đồng loạt rút kiếm ra và chuẩn bị quyết chiến một trận. Nhưng đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Tôi giao chấn kim cho bà là vì tôn trọng giao ước, thả người rồi, nhưng không có nghĩa là tôi từ bỏ chấn kim. Sao thế? Còn muốn đoạt lại chấn kim sao? Kiếm sĩ lão tổ cảm thấy thú vị. Không được sao? Lâm Minh lấy hồng bông lông châm ra đâm lên người mình, sau đó rút thanh kiếm của một người bên cạnh. Người đem cho tôi mượn thanh kiếm một lúc nhé. Được. Người này hoang mang, ngông cuồng, kết cục của Cổ Hạo còn rành rành ngay trước mắt mà cậu còn dám sao? Thật đáng tiếc, trên đời này đúng là lắm kẻ không biết điều thật đó. Kiếm sĩ lão tổ lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ ghét bỏ. Bà chuẩn bị xong chưa? Tôi lấy lại chấn kim nhé. Lê Minh cầm thanh kiếm chỉ xuống đất và nói. Kiếm sĩ lão tổ lắc đầu, căn bản không quan ra gì. Cậu ra tay đi. Bà ta nói, nghe có vẻ đơn giản, nhưng câu đó có bà ta chứa đựng sự khinh thường không thể khinh thường hơn được nữa. Thế nhưng bà ta vừa dứt lời thì Lâm Minh vùng kiếm lên, một ngọn núi nổ tung. Thanh kiếm trông có vẻ bình thường phóng ra kiếm khí vô cùng khủng khiếp, nhắm về phía kiếm sĩ lão tổ chém tới.
Cái gì? Kiếm Sĩ La Tổ bàng hoàng. Những đệ tử đứng sau bà ta trố tròn mắt. Tất cả đều sững sờ. Chuyện gì thế này chứ? Đây là kiếm khí mà Lâm Minh đã phóng ra sao? Kiếm khí khủng khiếp như vậy, không biết là mạnh hơn Cổ Hạo biết bao nhiêu lần. Đã đồng kinh hãi, Cổ Hạo cũng trố tròn mắt. Âm âm! Kiếm khí vần vũ đè lên người Kiếm Sĩ Lão Tổ. Bà ta tái mặt, vùng thân kiếm trong tay lên. Một hình thù hiện ra chặn đứng kiếm khí của Lâm Minh. Thế nhưng kiếm khí quanh vẫn không bị phá vỡ. Nó hóa thành vô số đường kiếm khí nhỏ đổ về phía người bà ta. Kiếm Sĩ Lão Tổ lập tức lùi về phía sau. Bà ta biến mất, kiếm khí dội xuống đất, biến chỗ bà ta vừa đứng thành một cái hố. Đợi tới khi bà ta xuất hiện trở lại thì đã đứng sau một gốc cây. Bà ta chưa kịp đứng vững thì một bóng hình nhanh như điện xẹt tiếp cận và chém về phía bà ta. Kiếm Sĩ Lão Tổ né đòn là tới đường dốc gần đó. Bóng hình như hồn ma kia không ngừng tiếp cận bà ta, tấn công dồn dập không cho bà ta cơ hội thở. Đòn tấn công như vũ bão khiến bà ta không kịp đánh trả. Lúc này bà ta mới ý thức được rằng người thanh niên này không hề đơn giản. Không thể nương tay nữa rồi, bà ta lập tức phản công. Nhưng đối phương đã quá quen với chiêu này của bà ta. Kiếm khí phát ra lúc này đã tăng gấp 10 lần. Cái gì? Kiếm Sĩ La Tổ cảm thấy da đầu tê dại. Bà ta vội vàng thu kiếm lùi về. Thanh kiếm chém xuống, một đường kiếm khí dài cả trăm thước bùng nổ, xuyên qua khu rừng trước mặt, phóng thẳng tới ngọn núi ở phía xa. Đã đục, trố tròn mắt. Cái cây đang đứng đó bị chém làm hai, đổ ầm xuống đất. Ngay sau đó, ầm! Ngọn núi ở phía xa bị bổ ra làm hai, đất đá rơi xuống ầm ầm, cả không gian chấn động. Ngữ Xuân Trang trố tròn mắt, Cố Hạo run rẩy, mặt tím ngắt. Nhát kiếm quá mạnh, dù ông Táo sử dụng toàn bộ sức lực thì cũng không thể đạt được hiệu quả như vậy. Điều này, đây chính là thực lực của thầy Đại Lâm sao? Cha vẫn còn muốn đối đầu với thầy Lâm chứ? Cổ Linh nín thở khẽ nói. Cố Hạo không nói gì, chỉ nhắm mắt nghĩ tới những điều Cổ Linh vừa nói. Đến cả vạn tượng U La Thiên Tuyệt kiếm trận mà còn bị Lâm Minh phá vỡ cơ mà. Ông ta cảm thấy ớn lạnh. Không, không thể đối đầu được. Ông ta cố gắng đứng dậy và nói ra vài từ. Người của Xuân Trang cũng đồng loạt gật đầu. Một người đáng sợ như vậy thì ai còn dám đối đầu chứ? Đối đầu thì khác gì tự tìm tới cái chết. Nhìn Lâm Minh với uy lực khủng khiếp đó, đến cả Kiếm Sĩ Lão Tổ cũng phải tái mặt. Người trẻ tuổi, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Bà ta nói bằng giọng khàn khàn, cô mặt dần trở nên nghiêm túc hơn. Bà nên dốc sức ra đi. Nếu không tôi lo là chưa tới vài chiêu thì bà đã ngủm củ tỏi rồi đó. Lâm Minh thu kiếm về. Cậu nói đúng. Đúng là tôi nên nghiêm túc hơn. Có điều tôi cũng nhận ra hình như cậu không biết dùng kiếm. Bà ta đáp lại. Cái gì? Hiện trường bàng hoàng. Đánh một hồi mà bà ta nói anh không biết sử dụng kiếm sao? Điều này sao có thể chứ? Kiếm thuật của người này rõ ràng là hơn tôi mà. Sao có thể không hiểu về kiếm được chứ? Cổ Hạo không thể chấp nhận được, phải lên tiếng. Mấy chiêu cậu ta vừa thể hiện thanh bản không gọi là kiếm thuật mà chỉ đơn giản là sử dụng tốc độ và chân khí tạo thành. Cậu ta không hiểu gì về kiếm. Kiếm Sĩ La Tổ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ lấp lánh. Nên như chỉ dựa vào tốc độ và chân khí mà muốn đánh bại tôi thì không dễ như vậy đâu. Người trẻ, mặc dù tôi không biết vì sao cậu còn trẻ mà lại có được thực lực như thế, nhưng đó không phải là một chút của vấn đề. Vì hôm nay cậu sẽ phải chôn xác ở đây. Nói xong, Kiếm Sĩ La Tổ chủ động tấn công. Lúc này bà ta đã dồn toàn lực, mọi người tránh ra. Lâm Minh thấy vậy bèn kêu lên. Người của Sơn Trang bàng hoàng, Cố Hạo vẫn là người nhanh nhạy. Ông ta hét lớn, lùi lại, mau lùi lại. Đã đâm bừng tỉnh, vội vàng lùi về phía sau. Thanh kiếm dẫn lôi, Kiếm Sĩ La Tổ hét lớn, vung thanh kiếm lên. Âm, trang nhảy mắt, không gian tối sầm, mây đen giăng kín bầu trời, sấp chấm chớp nổ đi đoàn. Còn lúc này trên thanh kiếm của Kiếm Sĩ La Tổ có xuất hiện tia sét, thế nhưng tia sét này không có sức phá hủy, chỉ phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Chiêu thức như vậy rất giống với của Cổ Hạo trước đó, nhưng cũng có điểm khác biệt. Lâm Minh nhìn chằm chằm thanh kiếm của đối phương, anh đứng im. Lúc này Kiếm Sĩ La Tổ lại tung chiêu nhất khí quan chính sinh. Bà ta hét lớn, hai tay cầm chặt thanh kiếm và chém về phía đầu Lâm Minh. Lâm Minh lập tức đưa kiếm của mình ra đỡ. Cang, hai thanh kiếm bật ra, đối phương lùi về phía sau. Trong lúc bà ta lùi lại, một luồng khí tức nhanh chóng được hình thành, tạo thành hư ảnh, chém về phía Lâm Minh một lần nữa. Lâm Minh tái mặt, hư ảnh mỗi lúc một hùng hậu với uy lực ghê người. Lúc này Lâm Minh mới hiểu ra rằng vừa rồi nhát kiếm của đối phương được tung ra không phải nhằm mục đích giết anh mà là đang khởi động. Anh lập tức giơ kiếm lên, vùng qua đầu, đồng thời phóng ra sức mạnh. Trường kiếm với hư ảnh khủng khiếp chém tới. Oanh! Tiếng nổ nặng nề vang lên, trang nháy mắt, một đường sóng sức mạnh phóng ra, nằm xuống. Đại sư Huyền Sâm hét lớn, cả đám lập tức nằm rạp xuống. Người bên phía Kiếm Sĩ La Tổ cũng làm theo.
Những người phản ứng chập thì đã bị hư ảnh chém vào người, đứt làm hai, làm ba, chết vô cùng thê thảm. Ngay cả ngọn núi cạnh đó cũng bị chém lìa đỉnh, sóng hư ảnh dần lan ra. Thật khủng khiếp là mình cũng không khá hơn là bao. Kiếm khí kinh người chèn ép lên cơ thể anh, mặt đất xung quanh anh nổ tung. Kiếm khí với ý đồ phá vỡ hàng phòng ngự của anh, khiến anh phải thịt nát xương tan, nhưng Lâm Minh vẫn vô cùng bình tĩnh. Đúng lúc này, ầm, cái không gian bùng nổ, Lâm Minh nín thở, nhìn lên bầu trời. Kiếm dẫn, lôi kiếm, kiếm sĩ là tổ hô lên, sấm sét trên trời chĩa thẳng về phía Lâm Minh ập tới. Chiêu thức gì mà thần kỳ vậy chứ, Lâm Minh chưa từng thấy bao giờ. Anh vội vàng khởi động cơ thể võ thần, ầm, tia sét phóng xuống cơ thể anh, cả cơ thể run bắn lên. Tia điện khiến cho cơ thể anh tê liệt, anh không thể điều động chân khí được nữa. Còn tiếp tục như thế này thì cơ thể võ thần sẽ không phát huy được tác dụng. Lâm Minh đành mắt lại, bùng nổ chân khí. Bùm! Sức không phá phóng ra từ thanh kiếm của anh. Thanh kiếm gãy đôi, hư ảnh cũng nổ tung. Lâm Minh một luồng sức mạnh lùi về phía sau để kéo giãn khoảng cách. Thần Đinh Lâm, cậu không sao chứ? Cậu vẫn ổn chứ? Mọi người tỏ ra lo lắng. Thần Đinh Lâm, cổ đinh vội vàng lao lên đỡ anh dậy, cô ta khóc lóc. Thần Lâm, anh nên rời đi trước đi. Giờ là lúc nào rồi mà cô còn nói thế? Giờ tôi có thể đi được sao? Lâm Minh nói ra. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi sợ rằng... Đừng lo lắng, vừa rồi chẳng qua lại cho tôi không điều được chiêu thức của đối phương mà thôi. Tôi có thể đối phó được. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, nhìn thanh kiếm trong tay và nói với người Sơn Trang. Ngại quá, tôi làm hỏng kiếm của anh rồi. Không sao, Thần Lâm chiến đấu vì Sơn Trang. Một thanh kiếm có là gì đâu chứ? Người này vội vàng trả lời. Thần Lâm cần một thanh kiếm khác, người đâu mang huyền tinh kiếm ra đây. Một ông cụ lên tiếng. Vâng, một người Sơn Trang la vút đi. Cố Hạo định ngăn lại, đừng hòng. Người kiếm sĩ lão tổ lập tức la tới, nhưng bà ta hét lớn, để họ đi, lão tổ. Mọi người quay qua nhìn, đi đấy thì Sơn Trang sẽ cống nạp thêm một thanh bảo kiếm cho chúng ta, chứ có gì đâu. Kiếm sĩ lão tổ mỉm cười, đám đông lúc này cũng cười theo. Rõ ràng họ cho rằng đối phương đã cùng đường rồi, nên còn lấy ra cái gì cũng vô ích. Trước mặt lão tổ thì đối phương có khác gì là con chó con mèo đâu. Người Sơn Trang nhanh chóng mang hộp kiếm tới, chiếc hộp mở ra, bên trong phát ra ánh sáng lấp lánh, một thanh kiếm trong suốt xuất hiện. Thanh huyền tinh kiếm này được tạo ra ở nhiệt độ 3000 độ C, chém kim loại không thành vấn đề. Chỉ đáng tiếc là nó mới được tôi luyện ở nhiệt độ 3000 độ. Nếu được tôi luyện ở nhiệt độ cao hơn thì chắc chắn sẽ còn phát sáng hơn nữa. Ông của bên cạnh lên tiếng, là bằng người thấy vậy, bèn cầm thanh kiếm lên. Một lúc sau anh mỉm cười, vậy thì thanh kiếm này có thể chịu được nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu? Chắc là 10000 độ, thật ra cao nhất là bao nhiêu chúng tôi còn không biết. Tôi biết rồi. Lâm Minh gật đầu, vung thanh kiếm và nhìn kiếm sĩ lão tổ. Nào, chúng ta tiếp tục đi. Không hiểu về kiếm thuật, cậu không đấu nổi tôi mà còn đòi xứng với thanh kiếm này sao? Kiếm sĩ lão tổ cười lạnh lùng, hai mắt đanh lại, sát khí hừng hực. Bà ta chủ động ra tay. Tôi sẽ để cậu thấy đỉnh cao của kiếm đạo là như thế nào. Nói xong, bà ta lao về phía Lâm Minh như điện xẹt. Trong nháy mắt, hàng nghìn hư ảnh xuất hiện. Lâm Minh đành mắt khởi động cơ thể võ thần một lần nữa để chống lại kiếm được khủng khiếp. Anh vung huyền tinh kiếm trong tay về phía bà ta. Giống như những gì kiếm sĩ đã tổ vừa nói, là mình đúng là không hiểu gì về kiếm thuật. Anh có học qua một chút về kiếm thuật nhưng không tinh thông. Trước một người quá giỏi về kiếm như bà ta thì chút kiếm thuật của Lâm Minh không là gì. Vì vậy, muốn dựa vào kiếm thuật để đánh bại đối phương rất khó. Lâm Minh vẫn lựa chọn dùng kiếm khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Huyền tinh kiếm trong tay nhanh như điện xẹt lao về phía trước. Trong đất tấn công, thanh kiếm của kiếm sĩ La Tổ đã giáng xuống cơ thể anh, sức mạnh quanh đã bị đánh tan. Cơ thể võ thần không thể cầm cự được lâu, tuy nhiên đường kiếm quanh giáng xuống thì đối phương cũng phải lùi lại. Tôi không tin cậu có thể duy trì cơ thể võ thần cả một đời. Kiếm ý hồng lưu, kiếm sĩ La Tổ khẽ hét lớn, một lần nữa tấn công Lâm Minh từ trong không gian. Mỗi lần vung kiếm lại có một luồng kiếm khí đổ lên người Lâm Minh. Lâm Minh đạp chân lao tới, huyền tinh kiếm trong tay vung tán loạn. Kiếm khí của đối phương bị hóa giải nhưng tàn dư của nó vẫn tác động lên người anh. Lâm Minh cau mày, lập tức cảm nhận được điều gì đó. Anh bỏ tấn công, di chuyển vị trí. Thế nhưng kiếm sĩ La Tổ không cho anh cơ hội. Định chạy sao? Không kịp nữa rồi. Kiếm phá, bạo phong. Kiếm sĩ La Tổ một lần nữa gào lớn, cắm kiếm xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, xung quanh Lâm Minh dao động, luồng sát khí dấy lên xoay chuyển. Lâm Minh là trung tâm và kiếm khí bao vây lấy anh, bốn bề bị tàn phá. Đất đá bay mù trời, mấy người cổ linh huyền sâm sợ tới mức vội lùi lại, không dám tiếp cận. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào kiếm khí ở trung tâm.
với đòn tấn công ghê người đó là mình sao thể sống được chứ. Không ai ngờ đột nhiên một màn kiếm khí dày đặc bị phá vỡ, sau đó một bóng hình lao ra, đó chính là Lâm Bình. Cái gì? Đã đâm hô lên, kiếm sĩ La Tổ còn ngước lên nhìn bằng ánh mắt lạnh như băng. Chém! Lâm Bình gào lớn, hai tay cầm chặt Huyền Tinh kiếm, phóng ra sát khí cực mạnh với ý đồ chém đứt kiếm sĩ La Tổ. Thế nhưng ba ta chỉ nhếch miệng cười, chậm rãi lật thanh kiếm và dùng một tay đâm tới. Cang! Một luồng ánh sáng kiếm khí được phóng ra, kiếm sĩ La Tổ với thanh kiếm sắc bén va chạm với Huyền Tinh kiếm. Trong nháy mắt, Huyền Tinh kiếm không lại giữa không gian, hai thanh kiếm giằng co không chịu nhượng bộ, đã đồng điếm thở, không dám chớp mắt, tim đập bình bịch. Đến lúc này, kiếm sĩ La Tổ đột nhiên vung tay, kiếm bí trên thanh kiếm đột nhiên tăng gấp 40 lần. Cái gì? Là mình điếm thở, lập tức lùi về sau, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Cang! Thanh kiếm chém mặt xuống Huyền Tinh kiếm, rạch một đường trước ngực anh. Kiếm sĩ La Tổ thuận thế lao tới, Lâm Minh bị đạp trúng bụng, cả người bay bật ra, đập mạnh xuống đất, anh nôn ra máu. Thần Lê Lâm, cả đám đều thất sắc. La Tổ uy võ, La Tổ muôn năm. Những người ở phía sau kiếm sĩ La Tổ kích động hô vang trong vô cùng hào hứng. Một chút sức mạnh cũng có mà đòi đối kháng với tôi sao? Cậu hiểu biết về kiếm sao? Cậu hiểu về kiếm đạo sao? Thật nực cười, đáng thương. Bà ta hít mắt nhìn Lâm Minh. Tôi không hiểu. Lâm Minh ôm bụng, chật vật đứng dậy, lau máu bên khóe miệng. Anh rút ra vài cây châm, đâm vào người mình. Tôi không hiểu kiếm thuật và tôi cũng có ý định thăm dò cái gọi là kiếm đạo. Sau một vài nhát châm, Lâm Minh hồi phục lên nhiều. Vậy cậu dùng kiếm đối với tôi sao? Sao không dùng thứ mà cậu giỏi nhất chứ? Tôi nghe nói về y võ của cậu. Cậu thấy dùng châm làm vũ khí. Vậy mà giờ cậu làm thế này có khác gì tự tìm tự cái chết không? Kiếm sĩ La Tổ thản nhiên nói. Tôi dùng kiếm là vì tìm một hướng đi khác. Mặc dù không phải là kiếm đạo, nhưng kiếm đạo thế gian thiên biến vạn hóa, cũng có thể rời khỏi gốc rễ của nó. Tôi đang tìm tới khả năng mà mình chưa biết, anh Điềm đã nói. Nực cười, nói như vậy thì cậu đối với bổn tọa vẫn chưa dùng hết sức sao? Cậu đang lấy bổn tọa ra để thử nghiệm cho cái gọi là đạo của cậu đấy à? Kiếm sĩ La Tổ tức đến mức bật cười. Ba ta cảm thấy bản thân mình đang bị khinh thường. Không có một ai dám có thái độ như vậy đối với người ta. Đây là một sự sỉ nhục, bà ta không thể chịu đựng được. Là mình không nói gì, chỉ lắng lặng nhặt thanh kiếm lên nhìn nó. Huyền Tinh kiếm bị gãy như vậy sao? Ông cụ trước đó của Xuân Trang bàng hoàng, đánh đâm cũng nhắm tim. Mặc dù Huyền Tinh kiếm là bảo kiếm, nhưng so với thanh kiếm trong tay kiếm sĩ La Tổ thì vẫn còn cách xa lắm. Kiếm sĩ La Tổ đánh nam dẹp bắc, vì vậy đương nhiên kiếm pháp bà ta là mạnh nhất. Giữa hai người họ chênh lệch nhau quá lớn. Cổ Hào thở dài, giờ kiếm đã bị gãy, chúng ta lấy năng lực thực sự ra để đấu đi. Kiếm sĩ La Tổ hiếp mắt. Không, tôi sẽ dùng thanh kiếm này đấu tiếp với bà. Là mình nói rằng khốn kiếp, dùng một thanh kiếm gãy để đấu với sư tôn sao? Cậu đang khinh thường sư tôn của tôi phải không? Chết tiệt, đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Lát nữa nhất định tôi sẽ rước lên cậu. Đệ tử kiếm sĩ La Tổ hét lớn. Sao tôi có thể dùng kiếm gãy để đấu nhau được chứ? Tôi không tự tin tới mức đó. Là mình lắc đầu. Vậy cậu lấy kiếm gì? Bà ta hỏi. Chính thanh kiếm này, dù nó gãy rồi nhưng chỉ cần chữa là được. Lâm Minh cười nói, rồi quay qua hỏi. Có ai có keo hồ hay dây rợ gì không? Hả? Tất cả đều trố tròn mắt. Kiếm gãy, dùng keo, dán là sao? Sỉ nhục người khác cũng phải vừa vừa thôi chứ. Tôi có. Một người đệ tử bình tĩnh, run rẩy kêu lên, sau đó lại từ trong túi ra một sợi dây đưa cho Lâm Minh. Cảm ơn nha. Lâm Minh nhận lấy, dùng dây quấn quanh thanh kiếm. Một lúc sau thanh kiếm đã được buộc chắc lại. Nhìn tới đây, kiếm sĩ La Tổ bốc hỏa. Bà ta cười lạnh lùng. Được, được lắm, cậu thanh niên. Cậu quá nhiên làng ngông cuồng, bản tôi đã tung hoành khắp cả cái nước Long Quốc này mà chưa từng thấy ai như vậy. Hôm nay tôi không giết cậu thì e rằng tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. Tôi không hề sỉ nhục bà, là mình điều nào nói. Ngược lại, tôi còn nghiêm túc hơn cả khi nãy nữa. Ý cậu là gì? Kiếm sĩ La Tổ châu mày. Thế là mình giờ thanh kiếm lên, chĩa về phía mình thì bà ta giật mình. Một tia lửa từ thanh kiếm phóng ra, bao lấy thanh kiếm. Cái gì? Ngọn lửa này... là dị hỏa, là dị hỏa. Ôi trời ơi, Thần Lâm sở hữu cả dị hỏa sao? Đã đồng thất kinh trố tròn mắt. Cái hiện trường bàng hoàng, bọn họ sững sờ. Người Xuân Trang cổ kiếm dụi mắt, nhìn ngọn lửa bằng vẽ không dám tin. Họ tưởng mình đã nhìn nhầm. Nhiệt độ của ngọn lửa này ít nhất cũng phải tới hàng chục nghìn độ. Ông cụ khi nãy lên tiếng. Hàng chục nghìn độ thì đương nhiên có thể luyện được Huyền Tinh kiếm. Huyền Tinh kiếm vốn đã trong suốt rồi, giờ càng trở nên chói mắt hơn. Thanh kiếm cũng mỏng hơn cả khi nãy. Sau khi ngọn lửa dần dần biến mất thì một thanh kiếm nguyên vẹn lại xuất hiện trước mặt đám đông. Thanh kiếm này trông còn lạnh lẽo hơn cả thanh kiếm khi nãy.
Vô số người há mồm trợn mắt. Hóa ra là vậy, hóa ra là cậu có chiêu này. Kiếm sĩ Đa Tổ nín thở, đôi mắt tối sầm. Bà ta phát hiện ra mình đã khinh địch. Tới đi, Lê Minh điềm đạm nói.